Mình biết kỳ thi VSEP, kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc ở Việt Nam luôn là nỗi lo sợ của nhiều bạn hiện nay, vì đây là chứng chỉ đầu ra của các trường đại học trên toàn quốc. Hoặc các bạn có dự định thi thạc sĩ, cao học, yêu cầu tối thiểu ít nhất cũng phải đạt được mức độ B1. Vậy nên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách VSEP được săn lùng nhiều nhất hiện nay và được xem là cuốn sách top 1 trong luyện thi kỳ thi VSEP. Mình nghĩ nhiều bạn cũng đang chật vật lo lắng cho kỳ thi đánh giá năng lực đầu ra của các trường đại học mà các bạn đang theo học. Nếu luyện thi cho kỳ thi VSEP này mà các bạn chỉ dựa vào các bộ sách và tài liệu quốc tế, ví dụ như là bộ sách Destination B1, B2, C1 thì xác định là sẽ toán. Bởi vì các bạn choáng váng vì form của đề thi VSEP khác xa nhiều so với lại cái form đề B1, B2, C1 theo chuẩn khung châu Âu. Trong cuốn tài liệu này sẽ phân tích ma trận đề VSEP cực hay, ghi rõ câu nào là ở mức độ B1, câu nào ở B2, câu nào ở C1. Và mình cũng có một số tài liệu tham khảo, nhưng chưa có tài liệu nào làm được như bộ tài liệu này. Nữa, trong cuốn này có hơn 30 đề speaking là tổng hợp các đề thi thật đã ra thi rồi và từ các giảng viên trong các trường đang luyện thi VSEP, có thể khi thi các bạn sẽ có khả năng gặp lại. Phần rating mình nghĩ luôn là cái kỹ năng khó học nhất trong 4 kỹ năng. Và trong cuốn sách này thì cũng sẽ tổng hợp lại cách viết luận, viết đoạn, viết thư và tiếp làm bài cho các bạn, cực kỳ chi tiết dễ hiểu. Các bạn sẽ phân biệt được mức độ ở B1 khác với B2 như thế nào, ở C1 thì cần những yêu cầu gì, rất là chi tiết. Cuốn sách này là tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên khoa Anh đến từ các trường đại học, bao gồm cả sách, file nghe và đặc biệt là có cả file mềm đi kèm. Tài liệu đi kèm thì sẽ tổng hợp những cái tài liệu đọc, nói, viết, văn mẫu và có đáp án hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là cực kỳ nhiều bài mẫu tham khảo cho phần speaking và phần writing. Cuốn sách sẽ tổng hợp từ 10 đến 15 đề trong 4 phần thi nghe, nói, đọc, viết. Nếu các bạn siêng năng chăm chỉ thì mình nghĩ là các bạn có thể đạt được chứng chỉ B1, B2, C1 trong một thời gian ngắn theo lộ trình chuẩn của cuốn sách với chương trình được xây dựng bám sát đề thi. Ok, nếu các bạn muốn tham khảo nội dung tài liệu trong cuốn sách quý hiếm này thì các bạn hãy liên hệ Zalo của mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và đậu kỳ thi VSEP.